Vâng, xin chào mừng anh em đã quay trở lại với bản tin của Chôn bóng đá ngày 3 tháng 12. Rạng sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu hấp dẫn thuộc khuôn khổ vòng bảng Champions League. Vắng Messi, Barca vẫn dễ dàng hạ đẹp Ferencváros. Ronaldo tỏa sáng, Juve thắng trận 3 sao. Giroud lập cú poker lịch sử, Chelsea sớm kết thúc vòng bảng bằng vị trí số 1. Đánh rơi chiến thắng, Dortmund vẫn thẳng tiến vào vòng knockout. Phán quyết đối với Messi sau hành động tri ân cậu bé vàng. Đặc biệt, tiêu điểm chung hôm nay sẽ là đại chiến giữa hai đội bóng oan gia Man United và Paris Saint-Germain. Đó là những tin chính có trong bản tin hôm nay. Nào bây giờ hãy cùng đi vào phần tin chi tiết nhé. Hóa cá mập tại Champions League, Barca toàn thắng tại bảng G. Trong một ngày thi đấu mà vắng đi siêu sao Messi, bộ tứ tấn công gồm Trincao, Griezmann, Rodriguez, Dembele được thỏa sức thi nhau hành hạ đối thủ. Phút 14, từ pha căng ngang của Jordi Alba bên cánh trái, Griezmann băng vào đánh gót kỹ thuật làm bó tay thủ môn đối phương, 1-0 cho Barca và đây là bàn thắng thứ 3 liên tiếp trong 3 trận gần nhất của Griezmann. Điều đó cho thấy tiền đạo người Pháp đang sở hữu phong độ thi đấu cực kỳ ấn tượng. Có được bàn thắng vượt lên, Barca càng chơi lại càng hay, họ liên tục dồn ép đối thủ. Phút 21 lại là một pha dàn xếp tấn công tốt ở cánh trái. Lần này, Dembele, người thay thế Messi đảm nhiệm vị trí thủ quân, đã có pha đột phá trước khi căng ngang vừa tầm để Rodriguez đệm bóng cận thành, nhân đôi cách biệt cho câu lạc bộ xứ Catalan. Bên kia chiến tuyến, Ferencváros càng cố lên bóng, càng bất lực, họ không tài nào gây ra nổi sóng gió cho đội khách. Tới phút 27, Rodriguez mang về quả 11m cho Barca sau khi bị đốn ngã trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Ousmane Dembele đánh lừa thủ môn đối phương thành công và 3-0 cho Barca. Sang tới hiệp 2, thế trận trên sân không có nhiều thay đổi. Barca với lợi thế dẫn trước 3 bàn, thi đấu thoải mái và nắm quyền kiểm soát thế trận. Ở trận đấu này, Dembele với tốc độ và khả năng di chuyển linh hoạt là trung tâm của những pha lên bóng. So với hiệp 1, khả năng dứt điểm của Barca trong hiệp 2 là khá tệ. Vì thế mà dù Trincao hay Dembele, rồi Puig có cơ hội nhưng cũng không thể tận dụng thành công. Vậy là trái ngược với Real, Barca nhàn hạ và dễ dàng có được mọi chiến thắng tại cúp C1. Đội bóng chủ sân Camp Nou còn vững vàng ở ngôi đầu bảng G với 15 điểm sau 5 lượt trận. Ronaldo tỏa sáng, Juventus giành chiến thắng ngay trên sân nhà. Được thi đấu trên sân nhà cộng thêm tâm thế của một đội bóng cửa trên, Juventus đã nhập cuộc một cách đầy hứng khởi. Chưa đầy 20 phút, lần lượt Ronaldo, Morata, McKennie và Chiesa đều có những cơ hội của riêng mình nhưng họ lại thiếu đi một chút chính xác hoặc là không chiến thắng được sự vững vàng của thủ môn Buchan. Nhưng nước chảy thì đá cũng phải mòn, rốt cuộc thì Kiev cũng không thể chống cự được mãi. Phút 21, từ một pha dàn xếp khá đơn giản bên phía cánh trái, Alexandro nhanh chân tạt bóng vào trong vòng cấm. Nhưng điểm đến thay vì Morata thì Chiesa mới là người nhảy lên đánh đầu lái bóng cực kỳ hiểm hóc, đánh bại Buchan, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sang đến đầu hiệp 2, thế trận dần trở lại với lão bà. Phút 57, Chiesa có pha đi bóng thần tốc bên cánh phải trước khi căng ngang cho Ronaldo, đệm lòng đơn giản, nhân đôi cách biệt. Pha lập công này gây ra đôi chút tranh cãi vì các cầu thủ Kiev cho rằng Morata đã phạm lỗi với Buchan nhưng trọng tài lại không đồng ý. 10 phút sau, Morata chốt hạ tỷ số 3-0 cho Juventus khi có một pha xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi dứt điểm bằng chân phải nhẹ nhàng. Giành 3 điểm dễ dàng, Juventus gạt bỏ sức ép cho huấn luyện viên Pirlo, đồng thời tiếp tục hành trình bám đuổi Barca. Giroud lập cú poker lịch sử, Chelsea sớm kết thúc vòng bảng với vị trí số 1. Bước vào trận đấu, The Blues là đội nhập cuộc tốt hơn và sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 7. Kai Havertz đẩy bóng vào khu vực 16m50 cho Giroud xử lý gọn gàng rồi cứa lòng trong chân trái nhằm về góc cao, không cho thủ môn đối phương là Alphonso Pastore một cơ hội nào. Bị dẫn bàn, Sevilla tìm cách triển khai tấn công hòng gỡ hòa, song ở những pha xử lý quyết định thì các chân sút của đội chủ nhà lại không có được những pha xử lý chính xác. Về phía Chelsea, đội khách vẫn tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn về phía khung gỗ của đội chủ nhà. Bước sang hiệp 2, đoàn quân của Lampard tiếp tục có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 54, tiền vệ Kovacic thể hiện nhãn quan chiến thuật tuyệt vời để tung ra pha kiến tạo thuận lợi cho Giroud thoát xuống, che chắn kỹ càng trước khi tung đòn hạ gục đối thủ, nâng tỷ số lên 2-0.
Trong một ngày đạt phong độ cực cao, tiền đạo người Pháp tiếp tục điền tên mình lên bảng tỷ số phút 74. Cầu thủ sinh năm 1986 di chuyển vào khoảng trống giữa hai trung vệ đối phương, đón quả tạt bên cánh phải của Kanté và lắc đầu nhẹ nhàng nhưng đủ hiểm hóc để đánh bại Pasteur. Chưa dừng lại ở đó, phút 82, Giroud bị Gomez phạm lỗi khá thô trong khu vực 16m50 và trọng tài ngay lập tức chỉ tay và chấm phạt đền. Tiền đạo số 18 cũng được trao trách nhiệm sút 11m và anh dễ dàng thành công để hoàn tất cú poker chưa từng có trong sự nghiệp, ấn định chiến thắng 4-0 cho Chelsea. Ngoài ra, Giroud còn trở thành cầu thủ Chelsea đầu tiên ghi được 4 bàn thắng trong một trận đấu tại đấu trường C1. Với chiến thắng này, Chelsea đã cầm chắc ngôi đầu trên bảng xếp hạng với 13 điểm sau 5 trận đấu. Đánh rơi chiến thắng, Dortmund vẫn thẳng tiến vào vòng knockout. Với mục tiêu chỉ cần hòa là đi tiếp, Dortmund thi đấu tương đối thong dong trước Lazio. Trong khi đó, đội khách đến từ nước Ý cũng chọn lối chơi phòng ngự phản công trước hàng tấn công rất mạnh của Dortmund. Chính những toan tính chiến thuật đó đã khiến số cơ hội hai đội tạo ra trong hiệp 1 gần như là không đáng kể. Tuy nhiên, bàn thắng bất ngờ đến với Dortmund khi hiệp 1 chuẩn bị kết thúc, người lập công là Rafael Guerrero sau đường căng ngang thuận lợi của Hazard. Sang hiệp 2, Lazio quyết định đẩy cao đội hình và những nỗ lực của họ đã được đền đáp. Phút 66, Nico Schulz phạm lỗi với Sergei Milinkovic-Savic trong vòng cấm, khiến Dortmund bị thổi phạt đền. Ciro Immobile không mắc sai lầm nào, quân bình tỷ số của trận đấu. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng, dù không giành chiến thắng, Dortmund vẫn chắc chắn có vé đi tiếp bởi họ hơn đội xếp thứ 3 là Brugge 3 điểm cũng như là chỉ số đối đầu. Trong khi đó, Lazio sẽ bước vào trận chiến sinh tử với Brugge vào giữa tuần sau. Chính thức, Messi nhận án phạt vì chiên Maradona bị con trai huyền thoại ra yêu cầu kỳ quặc. Ở trận đấu với Osasuna, Messi sau khi ghi bàn ở phút 73 đã cởi áo, lộ ra bên trong là chiếc áo đấu cùng số 10 của Newell's Old Boys mà anh đã mặc sẵn. Messi giơ cả hai tay lên trời với động tác ăn mừng chiến thắng quen thuộc của Maradona. Động thái của ngôi sao người Argentina khiến cả thế giới bóng đá xúc động, nhưng FIFA thì lại không được xúc động như thế. Lý do là bởi FIFA nghiêm cấm việc các cầu thủ tôn vinh hoặc trưng bày áo đấu, huy hiệu và bất cứ thứ gì khác liên quan đến các đội bóng và các cầu thủ khác trong trận đấu. Ngay cả người điều khiển trận đấu giữa Barca và Osasuna, trọng tài Mateo Lajos sau đó cho biết rằng ông cũng cảm thấy rất buồn khi rút thẻ vàng cho Messi. Không chỉ có vậy, hành động được dư luận người hâm mộ đánh giá cao của Messi lại khiến Barcelona phải xuất quỹ để nộp phạt 3.000 euro cho ban tổ chức La Liga. Theo điều 91, quy định khen thưởng, kỷ luật do Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha ban hành, cầu thủ sau khi ghi bàn thắng hoặc vì lý do nào khác để lật áo đấu lên, lộ ra hình ảnh, khẩu hiệu, thông điệp, từ viết tắt hoặc hình vẽ với bất kỳ nội dung nào sẽ bị xem là thực hiện hành vi sai trái nghiêm trọng với mức phạt lên đến 3.000 euro và một thẻ vàng. Mới đây, Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã quyết định chỉ phạt Messi 600 euro thôi. Tuy nhiên, Barca tuyên bố sẽ kháng cáo án phạt này. Họ cho rằng hành vi tri ân của Messi là hoàn toàn bình thường và không đáng bị đối xử như vậy. Ở một diễn biến khác, cậu con trai Diego Armando Maradona Sinagra của Maradona còn yêu cầu Messi nên từ bỏ việc mặc áo số 10 của Barca và đội tuyển Argentina như là một lời tri ân tới cha của anh. Tôi cho rằng những đội bóng mà cha tôi từng chơi, bao gồm cả Barca và đội tuyển Argentina, nên treo vĩnh viễn chiếc áo số 10. Kiểu điểm, Martial và Fred hỗ trợ nhiệt tình, PSG hạ MU ngay tại Old Trafford. Sau hai lần thất bại nhục nhã thì PSG đã học được nhiều bài học đắt giá để rồi trả thù Man United bằng chiến thắng ngọt ngào nhất. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, PSG đã đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm đánh phủ đầu đội chủ nhà và kế hoạch này của đại diện Ligue 1 đã phát huy tác dụng. Phút thứ 6, Mbappe sút mạnh ở sát vòng cấm khiến bóng đập người cầu thủ MU, bật ra đúng chỗ của Neymar. Tiền đạo người Brazil thoát xuống, dứt điểm chéo góc tung lưới De Gea, mở tỷ số trận đấu. Phút 23, trận đấu bị gián đoạn khi tiền vệ Paredes nằm sân ôm mặt đau đớn. Cầu thủ của MU và PSG cũng bắt đầu xô sát khiến bầu không khí càng trở nên căng thẳng. Theo dõi lại đoạn băng quay chậm, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do Fred đã có tình huống húc vào mặt của Paredes. Ngay lập tức, trọng tài tham khảo VAR để xem tường tận pha va chạm này và sau một hồi theo dõi VAR, ông Osato không rút thẻ đỏ cho Fred, thay vào đó thì chỉ tặng đại đế một tấm thẻ vàng. Tuy nhiên, quyết định này của trọng tài người Italia gây ra tranh cãi lớn. Ông Osato được cho là đã quá nhẹ tay với Fred và có phần thiên vị Man United. Không lâu sau đó, đội chủ nhà tìm được bàn gỡ hòa sau một tình huống có phần may mắn ở phút 32. Từ đường truyền vào của Wan-Bissaka bên cánh phải, Rashford sút xa đưa bóng đập chân trung vệ Danilo, đổi hướng đi vào góc gần của PSG. Bước sang hiệp 2, MU tăng tốc và sở hữu liền hai cơ hội cực kỳ ngon ăn. Phút 49, Martial sút lên trời không tưởng ở cự ly gần sau đường chuyền dọn cỗ của Rashford bên cánh phải. Một pha bỏ lỡ khó tin của Martial khiến các fan của Quỷ Đỏ chắc chắn là cảm thấy bực bội. Chưa đầy 10 phút sau, Cavani thoát xuống và thực hiện pha lúc bóng đẳng cấp, song đáng tiếc bóng lại dội sang ngang cầu môn PSG.
Sau đó thì Martial đá bồi nhưng bị Marquinhos ngăn chặn kịp thời. Phung phí hai tình huống ăn bàn 10-10 thì MU rốt cuộc đã phải trả giá đắt. Phút 69, từ đường truyền của Abdou Diallo trong vòng cấm, Marquinhos chớp thời cơ cực nhanh, đệm bóng cận thành giúp PSG tái lập thế dẫn bàn. Và đúng một phút sau, khó khăn chồng chất với MU khi Fred bị truất quyền thi đấu do phạm lỗi thô bạo với Herrera. Chơi thiếu người quãng thời gian còn lại, MU đã không thể gượng dậy dù vẫn có cho mình một vài cơ hội. Thậm chí, tới phút bù giờ thứ nhất của hiệp 2, Neymar hoàn tất cú đúp để hạ gục MU chung cuộc với tỷ số 3-1. Ở cặp đấu còn lại của bảng H, Leipzig đã xuất sắc đánh bại Istanbul Başakşehir 4-3 ngay tại đất Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy, kết quả này khiến cục diện tại bảng H đang trở nên cực kỳ khó lường. MU hiện dẫn đầu bảng H với 9 điểm bằng với PSG và Leipzig, song nhỉnh hơn về chỉ số phụ. Và tấm vé vào vòng knockout sẽ chỉ được định đoạt ở lượt trận cuối khi MU làm khách trước Leipzig, còn PSG đón tiếp Istanbul. Rõ ràng, với lịch thi đấu này thì hiểm họa đang chờ đợi Man United và chưa biết chừng họ sẽ lại phải xuống chơi tại Europa League. Trước trận còn tưởng sẽ khiến PSG thêm một lần đau, ai ngờ Neymar nổ quá trời nổ, miền Bắc lại đang lạnh, thôi thì anh em MU lại vào hang đi thôi. Đến đây thì bản tin của Chôn Bóng Đá ngày 3 tháng 12 cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn anh em đã chú ý đón xem, đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh, thả like bình luận dưới bài viết nhé. Hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.